chào các bạn. Hôm nay tôi làm video này hướng dẫn cho các bạn, những bạn chưa biết về Photoshop, và làm những bài học cơ bản nhất để làm sao tách được cái tấm hình này ra khỏi nền. Thì bây giờ tôi hướng dẫn cho các bạn cơ bản, đó là công cụ Pen Tool để tách trái dưa hấu này ra. Thì bây giờ tôi sẽ làm cho các bạn xem và các bạn hãy làm theo tôi. Thì chúng ta phải phóng to tấm ảnh này lên. Đấy, như vậy thì mới thấy được cái chỗ điểm nào mà cần phải xử lý. Thì ta chọn là Pen Tool, cắt tấm ảnh này ra. Và ở đây tôi chỉ cho các bạn căn bản nhất. Thì đây, ví dụ các bạn cho đây một cái đường thẳng ở đây, thì bắt buộc phải uốn theo cái đường của trái dưa hấu này. Thì bạn đích chuột phải vào đây và chọn ở đây, chọn ở đây, và các bạn thêm một điểm ở đây, và các bạn dời cái điểm giữa này lên, và ở đây các bạn kéo ở điểm này ra, thì chúng ta đã được một cái đường chính xác. Thì tiếp theo cũng tương tự như vậy, nhưng mà ở đây tôi làm cho nó nhanh, thì tôi sẽ làm một cái thao tác như thế này, và tôi chọn lại Pen Tool, chọn lại này đó. Đó, thì tôi hướng dẫn cho các bạn lúc đầu là lấy một điểm để uốn theo cái dòng cung như vậy, thì các bạn cũng làm tương tự. Thì đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn, nếu như các bạn sử dụng công cụ khác, ví dụ như Magic Pen Tool hoặc là Lasso Tool, thì hình ảnh nó sẽ không được nét đó, và không được chính xác. Đây, theo ở đây tôi làm thao tác rất chậm để cho các bạn nhìn và các bạn làm theo tôi. Thì bài này tôi chỉ hướng dẫn cho những ai chưa từng biết về Photoshop, còn anh chị nào biết về Photoshop thì đừng có trách em, tại vì em làm cho những ai chưa biết thôi. Đây, đó, đó, như vậy. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ click chuột phải, chọn vào mục là Marker Selection, chọn đây. Thì ở đây Fader Radio tôi cho là 0.5, đường biên của nó, độ nhà của đường biên là 0.5. ok, thì ta được một điểm như thế này. Và tiếp theo chúng ta vào layer, chọn new và chọn vào mục là layer view copy, phím tắt và Ctrl Z, ta click vào đây nhân lên một lớp, thì ta đã tách được cái hình nền này ra. Ở đây ta tắt cái lớp ở dưới đi. Đây, thì ta đã được như thế này. Thì bài này tôi đã hướng dẫn cho các bạn công cụ Pen Tool cơ bản nhất để tách hình nền ra. Thì tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn những công cụ kế tiếp. Và thân ái, chào các bạn.